Chúng ta đọc yêu cầu bài toán, sau đó quan sát đồ thị cho như hình vẽ. Dễ dàng nhận thấy được đồ thị hàm số f phẩy của x bình trừ 1 có các nghiệm trừ 2, 2 và nghiệm kép x bằng 0. Đấy, chúng ta sẽ suy ra được f phẩy của x bình trừ 1 sẽ bằng x trừ 2 nhân x cộng 2 nhân với x bình phương. Chúng ta tiếp tục nhân vào bằng x bình trừ 4 nhân cho x bình. Bây giờ chúng ta thấy cái lõi của hàm số là x bình trừ 1. Ta sẽ đưa về theo x bình trừ 1. Đó chính bằng x bình trừ 1 cộng với 1 nhân với lại x bình trừ 1 trừ 3. Để đơn giản hóa, ta sẽ đặt x bình trừ 1 bằng t. Suy ra được f phẩy của t chính bằng t cộng 1 nhân cho t trừ 3. Chúng ta làm phép nhân phân phối sẽ được là sẽ bằng t bình trừ 2t trừ 3. Ta nhận thấy x và t có vai trò tương đương nhau, ta sẽ suy ra được f phẩy của x sẽ bằng x bình trừ 2x trừ 3. Để tìm lại hàm số fx, ta sẽ nhẩm một đa thức nào đó mà nó sẽ đạo hàm ra hàm số f(x) như trên. Ta có thể nhận thấy được fx chính là bằng 1/3 x mũ 3 trừ x bình phương trừ 3x. Bởi vì 1/3 x mũ 3 khi đạo hàm nó sẽ bằng 1/3 nhân với 3x bình phương chính là bằng x bình phương trừ x bình phương đạo hàm ra được 2x, chúng ta sẽ thu được 2x và trừ 3x đạo hàm sẽ ra được trừ 3. Vậy chúng ta sẽ suy ra được hàm số fx bằng 1/3 x mũ 3 trừ x bình phương trừ 3x. Sau khi xác định hàm số fx bằng 1/3 x mũ 3 trừ x bình phương trừ 3x, chúng ta sẽ xác định được hàm số như yêu cầu bài toán, chính là f của trị đối của x trừ 2 cộng trị đối của x bình phương trừ 1. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái lõi của nó bằng u. Vậy đó nó sẽ bằng 1/3 của u mũ 3 trừ u bình phương trừ 3u. Chúng ta ngầm hiểu đây rằng u chính là bằng trị đối của x trừ 2 cộng cho trị đối của x bình phương trừ 1. Bây giờ để xác định số điểm cực đại của hàm số này, chúng ta sẽ nhập hàm số này vào máy tính Casio và chúng ta sẽ sử dụng chức năng table để xác định số điểm cực đại. Bây giờ chúng ta sẽ nhập biểu thức vào máy tính, sử dụng chức năng table để chúng ta xác định được bằng giá trị của nó. Đầu tiên mình sẽ bấm 18. Bây giờ chúng ta sẽ nhập biểu thức vào máy 1/3. Bây giờ cái lõi mình sẽ để yên và mình sẽ để dấu ngoặc này, mình sẽ để mũ 3 trừ x bình phương trừ 3x. Bây giờ mình sẽ nhập cái lõi vào. Cái lõi của nó là trị tuyệt đối x trừ 2 cộng cho trị tuyệt đối của x bình phương trừ 1. Tiếp theo mình nhập vào từng cái lõi tương tự, trị tuyệt đối của x trừ 2 cộng cho trị tuyệt đối của x bình phương trừ 1. Nhập tương tự cho cái biểu thức cuối cùng, trị tuyệt đối của x trừ 2 cộng cho trị tuyệt đối của x bình phương trừ 1. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấn dấu bằng. Bây giờ bạn hỏi giá trị bắt đầu, mình sẽ nhập giá trị bắt đầu của nó chính là trừ trừ 5. Giá trị kết thúc mình sẽ nhập số 5. Bước nhảy mình sẽ lấy cuối trừ đầu chia cho 29, là số 10 chia 29, bấm dấu bằng 2 lần. Ở đây mình thu được bằng giá trị của hàm số này. Bây giờ bên cạnh mình sẽ vẽ một cái bảng biến thiên. Ở đây là x, bên dưới là fu. Khi x rất bé là ở âm vô cùng thì cái hàm số của nó fu sẽ có giá trị rất lớn, chứng tỏ chỗ này là dương vô cùng. Ở đây dương vô cùng nó giảm xuống, nó giảm dần
Đây, nó giảm đến thấp nhất của nó là âm âm 8,97. Đây, ở đây âm 8,97 nó tăng lên âm 8,87. Sau đó nó lại tiếp tục giảm xuống là âm 8,95. Từ âm 8,95 nó tăng dần. Đây, nó tăng lên âm 4,66. Từ âm 4,66 nó lại giảm xuống âm 6,88. Từ âm 6,88 nó đi lên. Rồi nó tăng đến dương vô cùng. Ở đây yêu cầu bài toán hỏi là hàm số có bao nhiêu điểm cực đại. Chúng ta có thể trả lời được rằng hàm số có 2 điểm cực đại. Vậy phương án chính xác ở đây là phương án A. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay, thú vị thì hãy cho mình một đăng ký, một like và đừng quên chia sẻ video này đến bạn bè của bạn nhé.